Rồi và đối với cái hệ điều hành Linux mà mình cài cái bản SenOS á, đó Linux mình có rất nhiều các cái phiên bản ha. Thì mình ở đây mình cài cái bản đó là bản SenOS, nó có cái bản đó là Ubuntu, Red Hat, nó có rất nhiều các phiên bản ha. Mình cài ở đây thì đối với Linux sử dụng phiên bản Sen á, SenOS á, thì nó yêu cầu các cái phiên bản mình đang chạy đó là phiên bản 7 chấm nha. Thì mình sẽ gửi cái đường link này cho các bạn để các bạn biết được là cái cấu hình phần cứng cũng như là các cái yêu cầu mà mình cần đòi hỏi ha. Thì nó có hai cái dòng, đó là dòng cho là sử dụng là cho 32 bit hoặc là 64 bit. Giờ đây là các cái file của ổ cứng nó quy định ha. Rồi đối với SAN yêu cầu á, thì nó SAN 7 á, thì cái dung lượng về RAM đó là 1 GB ha. Tối đa 1 GB nó tối thiểu, đúng không ạ? Mình sẽ thực hiện, mình ở đây nó trang cái trang này nó yêu cầu mình, và mình cài cái máy ảo, mình lựa chọn cái máy ảo là ổ cứng tối thiểu phải là còn trống là 20 GB ha, rồi RAM là tối thiểu là 1 GB. Nhưng mà khi mà mình cài lên trên cái máy server thật đó, thì RAM tối thiểu phải từ 2 GB trở lên, đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn mở cái Virtual Box ha. Rồi đây ha. Các bạn tạo ra một máy mới. Này mình đã có một cái máy rồi. Các bạn chọn cái mục đó là tool ha, sau đó chọn new. Được không ạ? Rồi. Mình đặt tên cho nó, và ở đây các bạn lưu mình chọn ở vị trí Machine Folder, chọn cho lưu ở trên ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa C của mình, ổ đĩa E đừng lưu trên ổ đĩa D, đĩa C ha. Khi dung lượng nó, ví dụ bây giờ mình chọn máy ảo đi. Chọn folder này ha. Rồi. Đặt tên là sen. Rồi mình chọn cái kiểu trên này, chỗ này là Linux ha, Tile là Linux. Rồi cái phiên bản chỗ này thì mình kéo đi, ở đây nó có, các bạn nhìn thấy nó có rất nhiều hỗ trợ, rất nhiều các loại hệ điều hành ha. Red Hat nè, về Linux nè, Debian nè, Fedora nè, rồi OpenSUSE nè, Ubuntu nè. Và bây giờ mình ở đây mình không thấy cái phiên bản của SenOS, thì các bạn chọn cái mục đó là Order, Order Linux 64, mình sử dụng cái bản 64 bit ha. Rồi mình nhấn Next. Rồi ở đây nó yêu cầu là cái dung lượng bộ nhớ RAM của mình là bao nhiêu. Bây giờ mình kéo lên ghi đi. 10243. Đúng không ạ? Rồi sau đó mình nhấn Next. Rồi ở đây mình nó kêu là yêu cầu là tạo ra một cái ổ đĩa, và nó nhận là cái gì, tối thiểu phải có 8 GB ha. Mình nhấn Create. Rồi ở đây nó tạo một cái ánh xạ cho đĩa chỗ này, và chỗ này mình tạo ra cái khu vực sử dụng cái Dynamic Coli ha. Rồi ở đây nó yêu cầu là mình là 8 GB, thì mình tăng nó lên có thể là 20 GB hoặc là 40 GB đi. Mình tăng lên là 40 ha. Rồi. Đó ạ. Tới đây. Rồi, mình nhấn Create ha. Rồi, vậy nó đã cài xong rồi. Tới đây chưa các bạn? Ok chưa? Rồi ha. Rồi, bây giờ mình đã có cái đây rồi ha, send. Giờ mình vào cái mục đó là mục setting.
Rồi, chọn Store, đúng không ạ? Rồi, ở cái mục là ở cái mục các bạn nhìn thấy cái đĩa biểu tượng của CD đây. À, các bạn nhấn vào Browse. Và nãy các bạn lưu ở cái file mà mình file Sen 7 của Minimo mình tải về ở vị trí nào thì các bạn chọn đó. À, rồi nhấn Open. Rồi. Các bạn theo kịp không? Theo kịp không? Hơi nhanh một chút anh ạ. Rồi rồi. Tới đây chưa? Các bạn tới đây chưa? Ồ, em xem mát có ảnh hưởng gì không thầy? Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Xem mát nó vô trong luôn rồi. À. Cài lên cái chọn hệ điều hành đó, nó nhảy vào trong luôn rồi. Nhảy vào trong. À, nhảy vào trong. Nhảy vào trong bây giờ mình tắt nó đi, mình tắt cái mình stop đi, đừng có nhấn nút start nữa. Toàn được chưa? Mới tới mở cái storage rồi. Mở cái storage ha. Rồi tới storage chưa? Rồi ha, rồi mình chọn cái biểu tượng của CD đây. Dạ. Rồi nhấn vào cái một cái đĩa CD nè. Mình đi tìm ha. Joy Virtual Optical Disk File. Rồi, cái file lúc nãy mình tải về Minimo á, ha, nó nằm đâu, bây giờ mình mở ra mình coi nó nằm trong thư mục download nè. À đây. Được không ạ? Rồi, mở lên open. Rồi, tới đây chưa các bạn? Rồi. Rồi. Thuận sao rồi Thuận? Được rồi. Được rồi đúng không? Rồi sau đó mình nhấn OK.